Vâng. Thôi phải. Vâng. Riêng cô gặp khách này nếu mà họ ưng nhà, cháu nói giữ gì nhà đẹp kinh khủng luôn. Thế này, nhà ở 5 rưỡi mà cháu đến xem người ta vừa 5 rưỡi là chuyện gì đấy? Vẫn chưa sạch lắm, vẫn chưa thua. Khách của cháu, cô phải biết chị kén nhà, chị sạch kinh khủng luôn. Vâng. Cái nhà cháu đang ở đâu? Lần trước ở chỗ Ngọc Hà, cháu lên trên rồi xem cho cô nhá. Ừ, thế bây giờ là này ạ. À? Bây giờ là chuyển, có đi làm gần đây không? Vâng. Cũng gần rồi, con học ở ngay đây con. Mở cửa sáng lắm. Vâng. Cháu tưởng thích trong kia lúc cháu vào tận trong kia hả? Vâng, thôi cháu cũng bật điện sẵn quá, tí chị đường là chị phải đến xem mà. Vâng.